Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị trong cuộc sống đã ít nhất một lần phân vân giữa lý trí và trực giác. Và đó luôn luôn là những khoảnh khắc thú vị, bất ngờ và rất hồi hộp. Nếu như quý vị khán giả muốn tìm lại những giây phút này, hãy đến với chương trình của chúng tôi. Bởi vì đây là một chương trình mà chúng ta sẽ cùng đi tìm ra câu trả lời. Sức mạnh của lý trí hay linh tính của trực giác sẽ chiến thắng. Và đến với chương trình của chúng tôi luôn luôn sẽ có một ban bình luận gồm hai thành viên là những nghệ sĩ rất trẻ trung và được khán giả yêu mến. Hãy cùng chào đón Puka và Quang Trung. Vâng, và tôi sẽ dành thời gian để cho hai thành viên của ban bình luận chào các quý vị khán giả. Xin mời Puka. Lời nói đầu tiên, chúng tôi gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Dạ, lời nói thứ hai cho phép Quang Trung xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Đôi khi chúng ta sẽ phải giúp đỡ cho người chơi. Dạ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cứ đưa ra ý kiến chủ quan của mình để làm cho người chơi nhiễu loạn. Dạ. Cái việc này thì anh nghĩ là em làm được. Em giúp ích cũng nhiều lắm á chứ. Nhiều khi giác quan em nó sai thì coi như giúp bậy thôi, chứ em cũng cố gắng nhiều. Có nghĩa là em là người hay giúp sai. Dạ. Còn đây sẽ là người hay giúp đúng. Sai sai, anh sai rồi. Anh đừng nói như vậy, lỡ em giúp sai sao. Khi mà cái trực giác của em cảm giác cái điều đó đó đang là như vậy đó, thì nó sẽ diễn ra ngược lại. Cho nên là nó tạo thành cho em một cái thói quen là khi mà em nghĩ cái sự việc đó nó sẽ là như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ ngược lại. Cho nên là nếu mà khách mời đến đây thì nên không tin em. Có nghĩa là em nói cái gì thì hãy nghĩ ngược lại. Dạ đúng rồi. Quang Trung thì sao? Em thì thường nghĩ cái gì có cái đó đó anh. Vậy là trong ban bình luận chúng ta có hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một người nghĩ gì thì sẽ là như vậy, còn một người nghĩ gì thì nó ngược lại như vậy. Tôi xin được mời hai thành viên trong ban bình luận về vị trí của mình. Người ta vẫn nói trực giác của phụ nữ thường nhạy bén hơn những người đàn ông. Đặc biệt với những người phụ nữ đã có gia đình thì trực giác lại càng mạnh hơn trong chuyện chồng đang ở đâu, chồng đang làm gì. Hãy cùng chào đón người chơi của chúng ta, diễn viên Lan Phương. Ở trong kia nghe thì anh nói những cái lời bay bổng không? Em thấy sao khi mà anh nói như vậy? Em thấy anh có vẻ đánh giá rất cao về cái giác quan của phụ nữ. Chính xác, anh đã nghiên cứu rất nhiều năm rồi. Không chỉ là vợ anh ở nhà mà còn vợ của rất nhiều những người bạn của anh. Đó là lúc bình thường bọn anh ngoan thì không có vấn đề gì, nhưng mà chớm hư một tí thôi, y như rằng là có điện thoại reo ngay. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang làm gì đấy? Em đã bao giờ em đã có trực giác như thế và kiểm tra ông xã nhà mình chưa? Hiện tại thì chồng em đang ngoan, nhưng mà anh nói như thế làm cho em cảm thấy tự tin một chút, để là mình không lo lắng là lỡ đến một ngày chồng bất thình lình cảm thấy là không nên ngoan một tí thì là mình sẽ đột nhiên có cái trực giác mình đoán ra luôn. Em nghĩ là em có giác quan thứ 7 chứ em lại không có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 7 của em là gì? Giác quan thứ 7 của em là lúc nói đúng lúc nói sai. Có nghĩa là hiện nay trong trường quay nhé, là đang có 3 trường phái khác nhau. Một người nghĩ gì đúng thế, một người nghĩ gì ngược thế, một người lúc đúng lúc sai. Vậy thì chúng tôi tin rằng các quý vị khán giả sẽ có một chương trình thú vị. Và hãy cùng xem họ sẽ mang tới điều gì cho các quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời người chơi về đúng vị trí của mình. Xin mời. Thưa quý vị, đến với chương trình Giác quan thứ 6 luôn luôn sẽ có một người chơi và 6 vị khách bí ẩn. 6 vị khách này họ sẽ làm những công việc khác nhau, và nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn sao cho đúng nghề nghiệp dành cho mỗi khách mời của chúng tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 vị khách bí ẩn hôm nay. Xin mời. Chính là 6 vị khách của chúng tôi. Không biết là ban bình luận với người chơi ấn tượng thế nào, nhưng đối với tôi rất ấn tượng bởi những nụ cười với hàm răng rất trắng. Không biết là có ai là nha sĩ ở đây không. Và bây giờ tôi muốn hỏi Lan Phương trước đi. Em nhìn 6 gương mặt này thì em nghĩ rằng là họ sẽ làm những công việc gì? Em đoán ví dụ như bạn này nhìn rất là nghệ sĩ này. Bạn ấy ngồi trong thần thái, bạn ấy phất lờ lắm. Bạn nữ đứng ở dưới này này anh. Ừ, trông bạn ấy cũng nghiêm túc trông rất nghiêm túc.
Còn bạn thứ hai thì trông rất là hài trong mặt bạn ấy, từ nãy giờ không thể dừng nụ cười của bạn ấy được. Đó là sự đối lập giữa số 1 và số 2. Thế còn số 4 thì sao? Số 4 thì trông bạn ấy có vẻ còn đang rất là trẻ. Kiểu bạn sẽ chắc là hip hop. Theo Quang Trung là hip hop đúng không? Em nhìn bạn rất là hip hop, never die. Thế còn số 6? Một gương mặt rất bí hiểm anh ạ. Giống như một ẩn số luôn ấy, vì em chưa đoán ra được gì hết. Trước hết thì chúng tôi cứ nhìn và gọi là đoán mò vậy thôi. Nhưng chương trình thì sẽ rất là ưu ái cho người chơi, bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra 6 công việc tương ứng với 6 vị khách mời. Hãy cùng xem đó là 6 công việc gì. Xin mời. Chúng ta có beatbox, có nghệ sĩ violin, chúng ta có một thợ xăm, chúng ta có một nghệ nhân chuông gió, một người thợ cắt tóc và một người nhảy bẻ khớp. Chúng tôi xin đưa ra luật chơi của chương trình. Chúng ta sẽ có 6 vị khách mời với 6 công việc khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi đó chính là vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Mỗi vòng người chơi sẽ phải lựa chọn một vị khách mời tương ứng với công việc của họ. Nếu chính xác, người chơi sẽ nhận được số tiền tương ứng với gói giải thưởng mà người chơi lựa chọn. Chúng ta có các bốc tiền thưởng, đó là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Ban bình luận không có cơ hội để nhận triệu nào cả. Tụi em hỏi tụi em có gói nào không? Ráng làm đi, hồi vô ảnh cho gói cháo, gói cơm. Thôi bây giờ bình luận giúp chị đi, chị làm đúng một cái vào, chị cho ăn đúng mì gói. Yeah, có gói rồi. Và đối với người chơi, luôn luôn sẽ có 3 sự trợ giúp dành cho bạn. Nhưng các bạn phải dùng nó ở 3 vòng đầu tiên. 3 trợ giúp đó chính là ngôi sao may mắn. Nếu các bạn chắc chắn tin tưởng là mình đã đúng, hãy lựa chọn sự trợ giúp này để có thể nhân đôi số tiền thưởng của mình lên. Trợ giúp thứ hai đó chính là loại trừ đi những đáp án sai. Trợ giúp cuối cùng đó chính là hỏi nhanh đáp nhanh. Bạn sẽ có 1 phút để hỏi một vị khách mời nào mà bạn cảm thấy còn một chút do dự. Lưu ý không hỏi trực diện bạn có phải làm nghề này không. Không được hỏi những câu hỏi liên quan tới công việc của họ quá chi tiết. Và người được hỏi có quyền từ chối trả lời. Bạn đã hiểu luật chưa chị ạ? Em hiểu rồi. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi đầu tiên được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Chúng tôi muốn người chơi sẽ đến ngay với phần lựa chọn gói tiền thưởng của mình. Chúng tôi có 5 gói, 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với những số tiền khác nhau, được đặt theo quy luật hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ chọn con số bao nhiêu? Số 4. Số 4 tại sao? Em không biết cái cảm giác của em thế. À, có nghĩa là trực giác. Số 4 được chọn. Vâng, chúng ta sẽ biết số tiền là bao nhiêu. Kết quả sẽ có ở vòng 1. Phải xem luôn nó mới có động lực anh. Nó mới có động lực đoán. Anh sẽ dành cho em động lực không phải là số tiền, mà là phần giới thiệu của 6 khách mời. Và qua phần giới thiệu này thì chắc chắn là em cũng sẽ biết thêm một chút thông tin, biết thêm những cái dữ liệu để có thể đưa ra quyết định chính xác. Xin mời, số 1. Xin chào tất cả các bạn. Tên mình là Giáng Anh. Sở thích của mình là ăn các món ăn mẹ nấu. Và hãy đoán xem mình là ai nhé. Số 2. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đức. Đức rất là thích chó mèo. Đức thích chụp ảnh. Đức còn mê máy tính. Và Đức thích đủ thứ trên trời dưới đất. Mọi người hãy đoán xem Đức là ai nhé. Vâng, cảm ơn. Em thích Đức rồi đó. Mời số 3. Tôi tên Nguyễn Hoài Thanh. Tôi thích màu xanh. Và tôi rất thích uống trà chanh. Cho nên tôi không phải là người lăn chanh. Tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh. Hãy đón xem tôi là ai nhé. Số 4 ạ. Chào tất cả mọi người. Mình là Ninh Kiềm. Bề ngoài mình là một người khá là khó tính. Nhưng thực tế mình là một người rất dễ gần, hòa đồng. Và mình là một người hướng ngoại, muốn được kết nối tất cả mọi người. Và hãy đoán xem mình là ai nhé. Vâng, xin mời số 5. Chào mọi người, mình tên là Trúc Ly. Nhưng mà mọi người hay gọi mình là Ái Liên. Quan điểm sống của mình đó là thích là làm. Hãy đoán xem mình là ai nhé. Vâng, xin được mời bạn số 6 ạ. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lâm Thông. Và các bạn biết không, tôi không phải là một người có tính kiên nhẫn. Nhưng tôi luôn muốn bỏ ra hàng giờ ngồi trên máy tính để làm những điều mình thích và những điều mình muốn. Và tôi rất vui được làm quen tới tất cả mọi người ở phim trường ngày hôm nay. Và các bạn đoán xem tôi là ai. Ý, đây là cái vị khách mà tôi có cảm giác như là ẩn số. Có tố chất làm nghệ sĩ nhất đấy. Bởi vì là nói là hãy đoán xem tôi là ai nhá. Nhấn nhá như thế cơ mà. Nào bây giờ em đoán nhá. Đúng rồi. Em chọn nghề violin.
Violin sẽ ứng với vị khách nào đây? Khi mà 6 người hiện ra thì mình chưa ấy được, nhưng mà khi mà 6 cái nghề này ra thì đột nhiên cái violin này khiến cho em gợi đến hình ảnh của cái người mà chuyên chơi nhạc thính phòng. Và thường khi họ biểu diễn họ rất nghiêm trang. Đúng rồi, trong một cái dàn bè ấy anh, không ai được làm cái gì khác, nhưng mà tất cả phải y như thế. Thì tự nhiên em cảm giác cái bạn thứ 5 kia là cái bạn mà cho em cái cảm giác đó. Vậy thì ban bình luận ạ, Quang Trung, em thấy sao? Em cũng nghĩ y chang chị luôn á. Tại vì em nghĩ là violin ở đây thì chỉ có một mình bạn số 5 là có vẻ gần giống nhất thôi. Nhìn bạn rất là nghệ sĩ, cho nên em nghĩ cũng khá là phù hợp. Ban bình luận với cả người chơi là đang có ý kiến giống hệt nhau. Tại vì em thấy quá dễ dàng anh à. Với bộ trang phục của bạn đang mặc cũng rất là giống những người mà đánh violin đúng không? Những người mà đang trong một cái đội hợp xướng này kia nọ. Nhưng chương trình không thể nào mà dễ dàng cho mình chọn lựa như vậy. Đâu thể nào đưa ra một cái nghề nghiệp và một cái hình dáng nó khớp như nhau vậy. Chưa đâu chị, trong lúc mình nói tới cả mọi người tập trung thì cái bạn số 2 cười khẩy chị kia. Bây giờ anh xin nhắc lại với em có 3 sự trợ giúp. Em có hỏi nhanh, đáp nhanh, đặt ngôi sao, và em có loại trừ các phương án sai. Theo anh là em nên dùng một trong 3 nếu như em cảm thấy còn phân vân. Không, lần sau khó hơn em dùng nhiều hơn. Có nghĩa là em sẽ không dùng trợ giúp? Không. Em sẽ quyết định luôn số 5. Vâng. Là nghệ sĩ đánh violin. Nếu như người chơi đã quyết định lựa chọn vị khách số 5 với công việc là nghệ sĩ violin thì mời người chơi hãy chốt phương án của mình và bấm chuông. Tớ chốt người chơi violon chính là bạn thứ 5. Tụi em cũng chốt như vậy. Và hãy cùng xem người chơi có đúng hay không, và ban bình luận họ có thể hiện được vai trò của mình hay không. Rất có thể sau lượt lựa chọn này, ban bình luận và người chơi sẽ đi hai hướng khác nhau với sự chia rẽ và không còn niềm tin dành cho nhau nữa. Và xin mời kết quả. Không, như vậy là không chính xác. Lúc này đây tôi không nhìn thấy ban bình luận đâu, không nghe thấy tiếng của họ. Tụi em mới ngủ dậy thì gì vậy mấy anh chị? Sai rồi, buồn quá. Đây là chương trình có tên gọi là Giác quan thứ 6. Em đã bảo em chỉ có giác quan thứ 7. Cần trực giác chứ không phải là logic. Em phân tích rất đúng. Nào là bạn ấy phải nghiêm túc, bạn ấy phải có tâm hồn bên trong, bạn ấy phải thế nọ, bạn ấy phải thế kia. Nhưng tất nhiên lỗi của em là 80% và 20% còn lại thuộc về ban bình luận. Anh, em đã nói ngay từ đầu rồi. Em nghĩ cái gì á thì mọi người nghĩ ngược lại thì sẽ đúng. Hồi nãy em nói là như giờ là đúng, mà mọi người nghĩ ngược lại là đúng rồi, không chịu. Mất hơi rồi. Chúng ta hãy cùng xem cái gói số 4 này nó giá trị là bao nhiêu tiền. Cái giác quan của em ngay đầu tiên em chọn số 4, không lăn tăn. Em chọn đúng mà. Từ đầu chương trình thì Lan Phương có nói với tôi là em là cứ lúc đúng lúc sai. Thì có nghĩa là em đúng cái số 4. Nhưng mà em sai cái violin. Chúng ta vẫn còn 4 vòng nữa, lo cái gì, cứ bình tĩnh em, bình tĩnh. Nhưng bây giờ là lúc chúng tôi xin mời quý vị khán giả và người chơi hãy đến với nghệ sĩ violin thực sự. Xin mời. Em đoán lần cuối nhá. Em đoán số mấy? Số 2. Và đó là... Đây rồi. Em đã đúng luôn. Và bây giờ là lúc chúng tôi xin được mời vị khách mời số 1 của chúng tôi, đó chính là nghệ sĩ violin, sẽ cùng tiến ra sân khấu. Và bây giờ thì chúng tôi rất là muốn hỏi thêm thông tin nhiều hơn vị khách mời số 1. Bạn đã làm nghệ sĩ violin được bao nhiêu lâu rồi ạ? Em bắt đầu học violin từ năm em 6 tuổi rưỡi ạ. 6 tuổi rưỡi. Và đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Bây giờ em 27 tuổi rồi. Wow. Hơn 20 năm. Cái này thì tôi xin được nói là Lan Phương cũng đã đúng phần nào. Bởi vì ngay từ khi mà 6 vị khách mời bước ra thì Lan Phương đã nói là bạn này nhìn rất là nghệ sĩ này. Bạn ấy ngồi trong thần thái, bạn ấy phất lờ lắm. Trực giác của em rõ ràng là có chứ phải không? Em đoán bạn ấy là nghệ sĩ, em nhìn thấy hết. Chỉ có điều là bạn ấy mặc một cái bộ đồ nó đánh lạc hướng tất cả mọi thứ. Khi đi diễn ấy,
em có bao giờ mặc những trang phục như thế này không? Em là nghệ sĩ chơi violin, nhưng mà em chơi violin trên nền nhạc EDM. Hiện tại là em cũng đi diễn mặc đồ rất là phong cách, rồi đầu tóc này kia, tại vì cái dòng nhạc em chơi là fit chung với lại DJ này, rồi nói chung nó rất là trẻ trung. Thực sự thì em muốn mang cái cây đàn violin gần hơn đến các bạn trẻ, để các bạn trẻ nghĩ rằng là nó không có phải là quá là nhàm chán. Em muốn nghe liền luôn á, cảm giác như là muốn thưởng thức liền, tại vì đó giờ chưa bao giờ em thấy là violin mà chơi kiểu trẻ trung là như thế nào hết đó. Không để cho mọi người đón già đón non nữa, hãy cùng đến ngay với phần trình diễn của vị khách mời số 1, một nghệ sĩ chơi violin trên nền nhạc EDM. Và chúng tôi xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn nghệ sĩ Giáng Anh đã đến với Giác quan thứ 6. Cảm ơn bạn đã mang tới một tiết mục vô cùng tuyệt vời, văn minh, hiện đại và rất thời thượng. Cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 vị khách mời của chúng ta, những người đang còn ở lại với chương trình. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên cảm quan. Cũng giống như vòng 1, trước khi mà lựa chọn công việc và khách mời tương ứng thì mời bạn hãy lựa chọn các gói tiền thưởng của mình. Chúng ta đang còn 1, 2, 3 và 5. Và? Em chọn số 2. Số 2. Như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số 2. Và trước khi biết gói tiền thưởng số 2 là bao nhiêu thì chúng ta hãy cùng đến với lựa chọn công việc tương ứng với khách mời. Bây giờ em chọn cái nghề rất khó, bởi vì cái trợ giúp là chỉ sử dụng được có 2 nào. Nên là sẽ chọn thợ xăm. Thợ xăm. Theo em tại sao thợ xăm lại khó? Bởi vì nãy giờ những người kia em vẫn cảm nhận được trong đầu là nên là thế này thế kia, nhưng mà riêng thợ xăm thì em chưa biết. Chốt cái phương án nghề nghiệp nhá, là thợ xăm đúng không? Vâng ạ. Vậy thì bây giờ bạn sẽ lựa chọn khách mời số mấy để tương ứng với công việc thợ xăm? Em có quyền trợ giúp mà. Rồi. Em trợ giúp là 50-50. Có nghĩa là bỏ qua những đáp án không chính xác. Vâng. Như vậy là người chơi sẽ lựa chọn phương án bỏ đi những vị khách mời sai với công việc thợ xăm mà người chơi đã chọn. Hãy cùng xem đó là những số nào. Xin mời. Những người không làm công việc này. Chúng ta sẽ còn lại 3 vị khách mời, số 2, số 3 và số 5. Số 2. Anh Đức, anh không phải thợ xăm đâu, em nói thiệt. Đây nhá, anh nói ví dụ nhá, như bạn số 5 chẳng hạn. Anh thấy là rất có thể bạn ấy sẽ là một nghệ nhân chuông gió và có thể là một thợ xăm. Nếu mà nói về thợ xăm nhá, bởi vì nhá, một người thợ xăm cũng giống như một người nghệ sĩ. Bởi vì một người thợ xăm họ không chỉ vẽ mà họ còn là những người cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn cái gương mặt, mái tóc của bạn số 5 là anh thấy rất là nghệ sĩ này. Với cái cự ly tiếp cận gần như vậy, tụi em đã nghiệm ra được một điều.
Cái đôi bàn tay anh số 3, Quang Trung nói là tại sao đen hơn cơ thể của anh nhiều quá? Tại vì dính mực xăm. Hoặc là anh đang đánh cái gì lên để che đi hình xăm của mình. Có nghĩa là người thứ ba à? Còn anh Đức có thì giấu mất cái tay rồi. Chọn người thứ ba hay người thứ hai? Mà đúng, nhưng mà cái chi tiết cái tay của xăm là hay mà. Em nghĩ là bây giờ chị nên chọn đi. Chị chọn theo cái cảm giác chị đi chứ đừng nghe theo tụi em. Và em chọn người thợ xăm là người thứ ba. Thợ xăm đó là người số 3. Và bạn nếu như chốt, bạn hãy nói lại một lần nữa và bấm chuông. Tôi chọn người thứ ba là thợ xăm. Rồi ơi, hãy cùng xem kết quả. Sai rồi. Hãy cùng xem gói tiền thưởng số 2 là bao nhiêu. 15 triệu. Nói chung như vậy là quá may mắn rồi. Nhưng hãy cùng xem là ban bình luận ấy, và em có đúng hay không. Số 2 có phải là thợ xăm hay không nhá? Em muốn xem. Xin mời chương trình hãy cho chúng tôi được biết thợ xăm là vị khách số mấy. Ra bà số 5 chứ hư xỉu á. Trời. Vâng. Thấy chưa? Trời. Em đã thấy anh phân tích chưa? Đó chính là số 5. Chúng tôi xin mời vị khách số 5 tiến lên phía trên. Như vậy là chúng ta cùng gặp gỡ với vị khách mời số 5. Các bạn hay gọi tên em là gì nhỉ? Ái Liên ạ. Ái Liên, tại sao lại có cái tên này? Là alien, người ngoài hành tinh ấy ạ. À, alien, đó, alien ngoài hành tinh. Tại sao anh thấy em rất xinh xắn, rất cá tính? Em có cái gì khác biệt đâu mà mọi người lại gọi em là người ngoài hành tinh? Em cũng không biết, có lẽ những điều bình thường đối với em thì lại là khác biệt đối với người ta. Đó, quan điểm sống của chị hồi nãy. Thích là làm. Thích là làm. Và khi biết công việc của bạn ấy là thợ xăm ấy, thì nó lại càng khẳng định cho cái mà bạn đã chia sẻ, quan điểm của bạn. Bởi vì là thông thường ra, thưa quý vị, một người thợ xăm 80%, tôi nghĩ như vậy nhá, là nam. Bởi vì là những người nam ấy thì họ sẽ nói gì thì nói, họ phù hợp hơn trong mắt của mọi người với cái công việc này. Họ rất là mạnh mẽ, đôi khi là cá tính. Còn nếu là nữ thì mọi người sẽ thấy là sợ nó không có đủ cá tính, sợ nó sẽ không phù hợp với công việc. Có đúng như vậy không, Alien? Dạ đúng ạ. Và trong cái nghề nghiệp của em thì có nhiều bạn nữ giống như em không? Dạ cũng có, nhưng mà đúng là ít hơn thiệt. Ít hơn rất nhiều. Trên người em hiện nay có bao nhiêu hình xăm? Dạ mười mấy hình. Mười mấy hình. Và em làm được bao nhiêu lâu công việc này rồi? Dạ em làm được gần 1 năm. Và em đã làm cho nhiều khách chưa? Và mọi người có thích thú với những cái ý tưởng của em không? Dạ cũng có ạ. Cảm ơn em nhé. Chúc em những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc em sẽ có nhiều niềm vui với công việc mình lựa chọn. Yeah. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chia tay vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một thợ xăm, một cô gái còn rất trẻ, rất cá tính, dám lựa chọn con đường mà mình thấy là phù hợp. Và trước khi đến với những vị khách mời tiếp theo và lựa chọn của người chơi trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng thi thứ 3 dành cho người chơi Lan Phương của chúng ta. Ở hai vòng thi đầu tiên thì Lan Phương đã không thể chiến thắng. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi thứ 3 được mang tên Trực Giác. Chúng ta cùng gặp lại 4 vị khách mời, những người mà chúng ta chưa biết chính xác nghề nghiệp của họ là gì. Xin lưu ý, chúng ta còn 2 trợ giúp dành cho người chơi. Nếu như không sử dụng ở vòng này thì ở vòng sau sẽ không có giá trị nữa. Bây giờ Lan Phương, em chọn công việc gì? Em chọn nhảy bẻ khớp. Trước khi mà chúng ta quyết định chọn nhảy bẻ khớp thì anh muốn Lan Phương một lần nữa lựa chọn các gói tiền thưởng. Em chọn số 3. Số 3. Xin mời gói tiền thưởng số 3. Em nghĩ người nhảy bẻ khớp có thể là người bí ẩn số 3 hoặc là số 4. Số 3 hoặc số 4. Dạ. Thì hai người đều có cái vóc dáng ốm giống nhau. Ừ. Thì cái khả năng họ thể hiện được bộ môn đó dễ hơn. Bây giờ em sẽ thể hiện kiến thức của mình để mọi người biết. Rồi, mời Pika. Người mà nhảy bẻ khớp á là những người thường phải có tay dài, chân dài,
thì họ mới có thể uống được. Em nghĩ anh số 3, cái ngón tay anh dài lắm. Anh số 4 cũng vậy. Lại là số 3. Em thì từ đầu đến giờ là em nghĩ bạn số 4 là bạn nhẹ bẻ khớp. Bởi vì đấy, với cái phong thái, cái kiểu dáng của bạn ấy, đó là kiểu của một người hay trình diễn. Bạn ấy có một cái thần thái, có một cái phong cách rất là ngầu. Hay thử một lần mình chơi lớn đi, mình cứ đơn giản là mình nghĩ như thế nào mình bảo như thế luôn đi. Khỏi suy nghĩ, khỏi logic. Bà Tiên còn cho chị một phép nữa đó, hỏi đi. Nào, bây giờ người chơi sử dụng trợ giúp nào hãy nói ạ. Em chọn trợ giúp. Hỏi nhanh đáp nhanh. Em muốn hỏi bạn nào? Em muốn hỏi bạn số 4. Như vậy là người chơi sử dụng trợ giúp hỏi nhanh đáp nhanh. Chúng tôi sẽ dành 1 phút để người chơi hỏi khách mời số 4. 1 phút bắt đầu. Em thích thể loại âm nhạc nào? Hip hop. Hip hop à? Em biết hát không? Dạ em có biết hát. Em hát hay không? Em hát bình thường. Hỏi năng gì chưa? Ăn gì chưa em? Em đói lắm rồi. Hả? Em đói lắm rồi á? Hết giờ. Hết giờ rồi kìa. Em sẽ đi theo cái cảm nhận của em luôn, không theo bất cứ một ai giống như kia nữa. Rồi. Em vẫn chọn người thứ 4 là bạn nhảy bẻ khớp. Rồi, số 4. Vậy thì em hãy chốt phương án của mình đi. Em có đặt ngôi sao may mắn không? Em đặt ngôi sao may mắn. Đặt ngôi sao may mắn và lựa chọn số 4. Số 4 chính là nhảy bẻ khớp. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả. Và đúng rồi! Yes! Yes! Yeah! À, chúng ta đã có một lần đoán đúng đầu tiên của người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là khách mời ở vị trí số 4 với công việc là nhảy bẻ khớp. Chúng tôi muốn quý vị khán giả hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 có giá trị là bao nhiêu khi mà người chơi đã đặt ngôi sao may mắn. Xin mời! Như vậy là số tiền sẽ được nhân đôi là 20 triệu. Và chúng tôi nghĩ rằng là rất là xứng đáng thôi. Bởi vì lần này Lan Phương quyết đoán hơn, biết mình cần gì hơn. Bây giờ tôi dành thời gian cho Lan Phương để giao lưu, chia sẻ một chút cùng với vị khách mời số 4. Em nhảy cái này được lâu chưa? Thì thực sự em đã tìm hiểu được 7 năm rồi ạ. Được bao nhiêu năm để em mới bắt đầu khớp em nó bẻ? Em mất 5 năm để tự tập luyện. Và trong 5 năm đó thì gần như là các bài tập của em đều bị sai hết. Và em bị một vài chấn thương. Sau đó là em mới gặp được những người họ chuyên sâu về bộ môn này. Họ tập luyện hàng ngày, họ chuyên nghiệp về bộ môn này. Họ chỉ em và em học. Nhưng vì sao em thích cái môn này? Nguồn cảm hứng của em là một anh nhảy bẻ khớp rất là đẹp. Thế là đã truyền cho em cảm hứng và em rất thích theo đuổi bộ môn này. Cái môn nhảy bẻ khớp này có gọi là popping đúng không em? Thì popping là một thể loại riêng, bẻ khớp là một thể loại riêng. May mắn là em được gặp một nhóm nhảy, thì em học cái bẻ khớp đó nhưng mà em cũng học popping. Hai cái đó em pha trộn vào nhau. À. Và em cũng có chơi các bộ môn làm hoa mắt người khác gọi là illusion. Thì em kết hợp với illusion, bẻ khớp trộn lại với nhau. À, để tạo ra một cái tiết mục nó rất là nhiều màu sắc. Dạ, và rồi. Nó rất là thú vị. Dạ đúng rồi. Và câu hỏi nữa anh muốn hỏi em là để tập cái môn nhảy bẻ khớp này thì cái cơ thể của chúng ta có cái sự khác biệt nào không? Hay là ai cũng có thể tập được miễn là phải kiên trì? Hiện tại bộ môn này là có hai trường hợp. Một là khớp cơ địa của người cứng. Cá nhân em là người mà phải tập luyện từ những cái bước đau nhất. Còn một vài như kiểu là các bạn nữ hay là các em bé xương đang còn gọi là non, đang còn dẻo thì các bạn ấy tập rất là nhanh. Như cá nhân em thì thực sự cái bẻ khớp của em mới chỉ là được 50% thôi. Nhưng mà em hiểu về nó và em tìm được những nhân tố là những người em của em và em chỉ cho những người em của em làm những cái bẻ khớp đó. Còn em là sẽ là người điều khiển các bạn bẻ. Ngay sau đây sẽ là phần trình diễn của nghệ sĩ nhảy bẻ khớp. Always do it on my own, so I gotta get through it. And
the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Cảm ơn các bạn với phần trình diễn vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Xin cảm ơn. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng thi tiếp theo được mang tên Lập luận. Nhiệm vụ của người chơi lúc này khá đơn giản. Sẽ còn 3 khách mời với 3 công việc. Nhiệm vụ cũng giống như những vòng trước, người chơi hãy lựa chọn một công việc rồi sau đó lựa chọn khách mời tương ứng với công việc. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại với những khách mời đang còn lại ở chương trình. Xin mời. Chúng ta đang còn lại các vị khách mời số 2, số 3 và số 6. Và 3 công việc là beatbox, nghệ nhân chuông gió và thợ cắt tóc. Bây giờ thì Lan Phương sẽ lựa chọn công việc nào? Nghệ nhân chuông gió. Nghệ nhân chuông gió. Chúng ta còn 2 gói tiền thưởng là 1 và 5. Bạn sẽ lựa chọn số 1. Lan Phương, bạn thấy ai sẽ phù hợp với công việc này? Em thấy người thứ 3. Cái cảm giác của em về nghệ nhân chuông gió phải là một người không quá cái sự năng động hiện đại. Em nghĩ cái giác quan thứ 6 của chị sai rồi. Tại vì cái giác quan thứ chủ nhật của em cho biết là anh số 2. Anh mới là người nghiên cứu. Tại vì anh đức của em tin vào ảnh. Em có cái gì, có cái gì lập luận cho cái niềm tin của mình không? Cái người làm ra một cái chuông gió để treo trên cửa để mà gió nó lùa qua, để mà nó rung rinh tạo ra những âm thanh. Những âm thanh của chuông gió làm cho con người ta thư giãn đầu óc, cảm thấy là thích thú hơn. Thì cái người đó, cái mặt để cho người ta thích
cái đã. Ví dụ anh số 2 cái mặt anh lúc nào cũng cười, nhìn một cái là thích liền đúng không? Chúng ta hãy cùng nghe vị cố vấn thứ hai trong ban cố vấn. Người này tôi tin tưởng nhiều hơn một chút. Nào xin mời Quang Trung. Bây giờ em nghĩ nè, anh thợ cắt tóc là anh số 3. Đó, anh beatbox là anh số 6, còn người nhân viên gió là anh số 2. Đó, vậy là đúng ý của em. Đúng không? Đúng không? Rõ ràng. Một lần nữa hai thành viên trong ban cố vấn lại cùng ý với nhau, đó là số 2. Và lần gần nhất họ cùng ý với nhau thì mọi người biết kết quả là thế nào rồi. Gãy đổ. Lan Phương, em sẽ lựa chọn. Em vẫn giữ nguyên quyết định. Đó là... Mặc dù bây giờ khá là lung lay, nghệ nhân chuông gió chính là người số 3. Và người chơi đã chốt phương án của mình. Bây giờ sẽ là kết quả. Công trình xác. Em thấy chưa? Chị ơi, chị đem cái giác quan thứ 6 của chị đến đây không những chọn những người đó đâu, mà còn phải lý trí ở chỗ tụi em nữa đây nè. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả để xem ai mới thực sự là nghệ nhân chuông gió. Xin mời. Số 2. Anh Đức của em. Số 2. Cuối cùng thì ban bình luận đã đúng được một lần. Chúng ta hãy cùng xem số tiền mà 15 triệu Lan Phương đã không thể lấy được. Xin mời. 5 triệu. Như vậy là Lan Phương vẫn còn một cơ hội nữa rất lớn để có được 15 triệu. Trước khi đến với vòng thi cuối cùng thì chúng ta hãy cùng chào tạm biệt hai vị khách mời. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Trước hết là tôi rất là muốn biết tên bạn lại một lần nữa. Bạn tên là? Hồng Đức. Hồng Đức, bạn là nghệ nhân chuông gió được bao nhiêu năm rồi? Em làm từ năm 2012, tính tới nay là 8 năm. 8 năm, bạn là người sản xuất ra những chiếc chuông gió hay bạn là người sưu tập? Em sản xuất ra. Cái chuông mà em làm á, là cái chuông nó mang cái tính nhạc. Thì cái nhạc ở đây là cái nhạc chữa lành, cũng có thể gọi là nhạc thiền. Thì khi mà mình nghe những cái nhạc đó, mình sẽ cảm thấy mình thăng bằng trở lại. Cái tâm của mình nó sẽ bình an lại, tĩnh lặng. Tĩnh lặng lại. Thì cái chuông nó giống như là một cái liều thuốc để chữa cái tâm bệnh. Nó giúp mình thăng bằng trở lại về cái tâm, chứ nó không có phải chữa về cái thể bệnh. Và tôi rất là muốn hỏi là không biết là anh hôm nay có mang theo những cái chiếc chuông đó để giới thiệu với mọi người không ạ? Có, em có đem. Vậy thì một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ những chiếc chuông. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là những chiếc chuông do anh Hồng Đức đã làm ra. Và bây giờ thì chúng tôi rất là mong muốn được nghe anh giới thiệu một chút về những chiếc chuông này. Xin mời ạ. Cái chuông mà đầu tiên mà mình làm thì nó mang cái tính nước. Nước thì mình, khi mà mình nghe thì cái cảm giác nó giống như là nước chảy. Nước trời. Dạ. Yeah. Đặc biệt là khi mà bỏ nhiều cái lại với nhau thì nó sẽ cộng hưởng với nhau, giống như mình gắn nhiều cái loa vậy đó. Thì cái tiếng nó sẽ cộng với nhau, nó cộng hưởng. Thì cái giá trị của sự cộng hưởng là nó sẽ mang cái tính tích cực và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ừ. Thì nó sẽ thay đổi cái bên trong của mình. Nó làm cho mình cảm thấy thoải mái, nó làm cho mình cảm thấy bớt lo âu. Và bây giờ thì anh có thể cho kêu cùng một lúc để mọi người được nghe cái âm thanh không ạ? Dạ, em phụ anh nha. 2, 3. Xoay tròn. Xoay tròn. Cái chuông bên này thì nó mang cái tiếng Nhật, nó giống như cái đàn cô tô. Nghe đã không? Ôi hay thế. Tôi nghĩ là để nghe âm thanh này chúng ta nên nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn, để cái thính giác của chúng ta được hoạt động một cách tốt nhất. Em cảm giác như em lên tiên cảnh rồi anh ơi. Ờ, đây là chuông gì anh Đức? Cái chuông này là mình đặt tên nó là cái chuông lung linh. Thì cái hiệu ứng khi mà mình nghe nó lung linh. Lung linh. Bên kia là nước. 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 Thì khi mà nhiều cái này nó hòa với nhau thì nó sẽ rất là sống động, nó như một cái đám đông. Cái này mình nghe nó sẽ rất là thoải mái, nó không có giống những cái chuông thông thường. Những cái đó nó không có nhạc. Chuông này hay quá. Chuông này nghe bởi vì là Phương đã từng đi sang Nhật, họ thiết kế những cái ống để cho nước nó chảy xuống ấy. Và mình chỉ có thể nghe được khi mình vào đó và mình im lặng, mình nhắm mắt thì lúc đó bắt đầu tự nhiên mới nghe những cái tiếng âm thanh, cái tiếng nước chảy nghe như là âm thanh ở trên thiên đường ấy. Thì cái tiếng chuông của anh gợi Phương nhớ đến ở bên đó, thật sự rất là hay. Không biết quý vị khán giả đang xem chương trình thì có cảm nhận được giống chúng tôi hay không. Nhưng chúng tôi khi ở trường quay thì cảm nhận được một âm thanh rất là dễ chịu, rất là trong trẻo. Người ta vẫn nói một con người chúng ta luôn luôn có thể xác và có tinh thần. Có những cái bệnh về thể xác
thì chúng ta có thể uống thuốc, nhưng có những căn bệnh về tinh thần thì chúng ta lại cần tới sự tĩnh tâm, cần tới những liều thuốc cho tinh thần, ví dụ như những chiếc chuông này. Và hy vọng rằng nếu quý vị quan tâm, yêu quý cũng như muốn biết thêm về những chiếc chuông, hãy gặp nghệ nhân Hồng Đức của chúng tôi. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Chúc anh sẽ có thật nhiều niềm vui và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho những người xung quanh thông qua những chiếc chuông. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn bây giờ, chúng tôi muốn nói với quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình. Chúng ta vẫn còn một vòng thi cuối cùng vô cùng quan trọng. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là vòng thi cuối cùng được mang tên Quyết định dành cho người chơi Lan Phương. Hãy cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chúng tôi, đó là vị trí số 6 và số 3. Xin mời. Chúng ta còn lại một gói tiền thưởng cuối cùng thôi, số 5. Đương nhiên rồi, nó sẽ là 15 triệu. Hãy cùng xem. Bây giờ em sẽ lựa chọn công việc beatbox hay thợ cắt tóc? Em chọn beatbox. Beatbox, ai sẽ phù hợp với công việc này? Em sẽ chọn bạn số 6. Beatbox sẽ là số 6. Em lựa chọn bằng trực giác hay lựa chọn bằng những phân tích của lý trí? Nhìn cái phong thái, bạn ấy có cái sự hiện đại và có cái sự chủ động và mạnh mẽ hơn. Em vừa mới có một cái trực giác nảy lên. Anh số 3 này beatbox ra chất lắm nha. Trời. Đúng rồi chị. Thôi quyết định luôn này, beatbox là người thứ 6. Hết. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả nhé. Số 6 đó chính là beatboxer. Chúng tôi xin được mời hai khách mời tiến lên phía trên ạ. Bây giờ thì cho phép tôi xin hỏi chuyện với khách mời số 3 trước. Anh giới thiệu lại một lần nữa tên anh được không ạ? Tên của tôi là Hoài Thanh. Anh Thanh làm thợ cắt tóc đã lâu chưa? Dạ, tôi làm được 10 năm rồi. Và hiện nay thì hệ thống của bạn có bao nhiêu cửa tiệm cắt tóc? Dạ, có 11 cái. Và có cái câu chuyện nào thú vị trong cái nghề tóc của anh hay không? Tới với cái nghề tóc á, là thật là có duyên. Từ thuở nhỏ là Thanh là được cái chú cắt tóc á, ở trong xóm. Thì chú là người vượt khó. Chú tàn tật nhưng mà chú phấn đấu bằng đôi chân của chú và đôi tay của chú. Cho nên sau đó thời gian sau Thanh có cái thiện cảm nhất định với cái nghề đó. Cho nên khi Thanh lớn lên, Thanh hướng mình theo cái nghề đó cho tới ngày hôm nay. Sau khi bạn trở thành một thợ cắt tóc chuyên nghiệp ấy, thì bạn đã có cái hoạt động gì hay có cái việc làm gì để thứ nhất là để tri ân cho một cái người truyền cảm hứng cho mình, cũng như là để mang lại những cái điều tốt đẹp cho những người xung quanh không ạ? Sau khi mà Thanh lặn nghề rồi thì Thanh muốn cái nghề được sao chép, tức là được nhân bản nó lớn ra và sao chép ra nhiều tiệm, nhiều hệ thống để tạo điều kiện việc làm cho nhiều người. Và sau đó nữa là Thanh muốn cho nó tốt đẹp hơn, cho nên là Thanh chọn một nửa để làm từ thiện cắt miễn phí cho các tài xế xe ôm vé số, cho sinh viên làm miễn phí, còn một nửa còn lại mới là kinh doanh. Có nghĩa là 11 tiệm của Thanh. Dạ. Thì có một nửa trong số đó là cắt miễn phí. Đúng, chính xác, nhưng mà nó nhân bản hơn, tức là 11 cái là đang hoạt động là đều cắt tóc miễn phí cho tất cả các đối tượng, để cho họ tới những cái nơi của Thanh mở ra nó tiện lợi, nó gần hơn. Nhưng mà song song đó là mình cắt lấy phí. Dạ, cho có nghĩa là tiệm nào cũng có cái dịch vụ cắt miễn phí và lấy phí. Có nghĩa là với bất kỳ ai đang làm những công việc có thu nhập thấp trong cuộc sống. Dạ đúng rồi. Như là các chú, các bác, các anh em xe ôm. Dạ. Rồi các bạn học sinh sinh viên. Dạ đúng rồi, các bạn sinh viên, Thanh sẽ cố gắng hơn và sẽ mở ra thật nhiều cửa hàng như vậy để truyền tải tới rất là nhiều người họ đang cần. Tại một số tài xế, một số sinh viên và một số bác tài xe ôm á, họ thật sự khó khăn. Vâng, xin được chúc cho dự định của Hoài Thanh sẽ đạt được trong một thời gian gần nhất và ngắn nhất để mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình, hẹn gặp lại. Còn đây là một beatboxer. Em đã đi theo công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em chơi beatbox là được gần 10 năm. Gần 10 năm. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong công việc là một beatboxer? Dạ, kỷ niệm mà em đáng nhớ nhất là giải đấu Việt Nam Beatbox Champion 2018, là giải toàn quốc, là em được top 8. Em là top 8. À, Lan Phương, có điều gì muốn hỏi người mà bạn đã lựa chọn đúng không? Bạn học từ ai? Tự học à? Mình tự học beatbox từ năm 2010 đến. Tự học qua bằng cái gì cơ? Ban đầu là mình xem một cái video trên YouTube
là có một dancer nhảy với một người chơi nhạc miệng. Nhưng mà lúc đó beatbox không có phổ biến ở Việt Nam, nên là mình không biết đó là beatbox. Nên mình chỉ lên Google mình gõ là nhạc miệng thì nó ra cái từ khóa là beatboxing. Là từ đó là mình mới tìm hiểu, mình học theo. Wow. Chúng tôi nghĩ rằng beatbox bây giờ không còn xa lạ với các quý vị khán giả nữa, đặc biệt là đối với những người nghệ sĩ chúng tôi. Nhưng một beatboxer biểu diễn, họ luôn luôn có những sự khác biệt và riêng biệt trong bài biểu diễn của mình. Chúng tôi lúc này đang rất nóng lòng muốn biết xem vị khách mời số 6 sẽ có phần trình diễn như thế nào. Và tôi tin quý vị khán giả cũng vậy. Vậy thì hãy cùng vỗ tay để chào đón phần trình diễn này. Everybody put your hands up. 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 Hands up, hands up. Hands up, hands up. To the mic. Trình diễn này, họ xứng đáng nhận thêm một tràng vỗ tay nữa từ phía tất cả các quý vị. Và thưa quý vị, với việc đã lựa chọn đúng người, đúng công việc ở vòng cuối cùng thì Lan Phương đã có thêm số tiền thưởng là 15 triệu đồng và tổng tiền thưởng khi kết thúc chương trình là 35 triệu. Yeah. Bây giờ là lúc mà tôi muốn hỏi Lan Phương, bạn cảm thấy thế nào khi mà chúng ta đã vượt qua tất cả các vòng thi của chương trình và bạn đang có số tiền là 35 triệu? Ở đôi lúc em đã suýt đúng rồi mà vì phân vân. Nhưng mà thôi, chuyện đã rồi, em vẫn cảm thấy hạnh phúc với 35 triệu và em sẵn lòng tặng cho mỗi người hai gói mì tôm. Thật là hào phóng, thật là hào phóng. Lan Phương, hôm nay là chương trình của bạn và hôm nay sẽ có một tấm thẻ ATM chứa đựng số tiền thưởng của bạn. Và hãy cùng nhìn, đây là tấm thẻ. Có tên bạn đàng hoàng nhá. Và ở phía sau chúng ta là một chiếc máy ATM. Đây là thẻ của bạn. Bên trong thẻ này có tiền. Nhưng tiền này có phải là của bạn hay chưa thì chưa biết. Bởi vì bạn vẫn sẽ còn phải đến với một thử thách nữa. Thẻ sẽ được đưa vào. Và bạn sẽ phải bấm một trong ba nút với các màu sắc vàng, đỏ và xanh để kích hoạt. Ở ba nút này sẽ có ba điều xảy ra. Sẽ có một nút là giữ nguyên tiền thưởng. Sẽ có một nút là trừ đi tiền thưởng. Và có một nút sẽ cộng thêm tiền thưởng. Vì thế lựa chọn là của bạn. May mắn hay không cũng là của bạn. Và bây giờ tôi sẽ đưa thẻ cho bạn. Lại dựa vào trực giác đúng không? Đúng rồi. Cái thẻ đúng giác quan thứ 6 này. Chính xác. Nhét vào này. Xin quý khách hãy ấn nút để kích hoạt. Chỉ bấm nút vàng này. 1, 2, 3. Chắc. Giữ nguyên. Số tiền được giữ nguyên là 35 triệu và người chơi đương nhiên ra về với số tiền là 35 triệu. Xin được chúc mừng Lan Phương. Em cảm ơn anh. Thế
Thưa quý vị, với số tiền được giữ nguyên là 35 triệu thì Lan Phương cùng với chúng tôi cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng trong chương trình hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các quý vị khán giả. Hãy đến với chúng tôi để thử trực giác của mình cũng như thử lý trí, kiến thức của toàn thể các quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị khán giả hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 12 giờ trưa Chủ nhật trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng với chương trình.